Lúc đó thì mình cũng có một xíu giận, nhưng phần nhiều á là sự thất vọng. Vì tôi chơi với bạn hết mình như vậy mà. Sao bạn có thể đối xử với tôi như vậy? Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mọi người có bao giờ bị cái trường hợp á là mình chơi với bạn hết mình nhưng đến khi bạn chơi ngược lại với mình á thì hết hồn chưa? Mọi người hãy cùng chia sẻ với mình ở phía dưới phần bình luận nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái trải nghiệm, mà qua cái trải nghiệm đó nó đã thay đổi hoàn toàn cái khái niệm bản thân trong mình luôn. Trước khi đi tiếp với video của mình á thì nếu mà các bạn cảm thấy thích hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. Biết là khi mà mình kể câu chuyện này ra với mọi người thì mọi người sẽ tiếp cận cái câu chuyện đó qua góc nhìn của mình. Nhưng mình cam đoan á là mình sẽ dùng từ ngữ trung lập nhất có sao mình sẽ nói như vậy. Mẹ mình á từng nhận xét mình như vậy nè. Con á chơi với bạn á là con luôn đặt bạn con lên hàng đầu. Thậm chí nhiều lúc á là vô tình xem nhẹ cái cảm nhận của người nhà luôn. Cái hồi tiểu học á, mình suy nghĩ về định nghĩa bản thân á, nó đơn giản lắm. Chỉ là ai mình dành nhiều thời gian nhất, ai mình đi chơi với người đó nhiều nhất á, thì auto họ sẽ là bạn thân của mình. Năm đó thì cô chủ nhiệm của mình rất là dữ. Cả lớp á, hầu như ai cũng sợ cô hết. Kể cả mình và đứa bạn thân theo định nghĩa thời đó luôn nha. Cái một hôm á, cô giao bài tập về nhà đó là phải chép cái bài trong sách trang bao nhiêu đó để mình nộp lại cho cô. Mà người bạn thân của mình á thì lại bỏ quên sách trong trường nên về nhà không thể chép bài được. Tiểu học mà, tụi mình đâu có điện thoại cảm ứng để mà chụp hình gửi qua cho nhau rồi đâu. Chủ yếu á là tụi mình dùng điện thoại bàn để liên lạc với nhau. Mà cũng nhờ cái điều đó mà mình nhìn ra được cái bộ mặt thật của người mình cho là bạn thân. Khi bạn nó gọi điện thoại cho mình á thì bạn nó nói vậy nè: "Alo, Ký hả? Có thể đọc giùm tôi cái bài trong sách giáo khoa được không? Tôi đủ quên sách trong trường rồi." Thì bạn đó đã nhờ thì mình rất là sẵn lòng giúp thôi. Mình không biết á, bên kia liên lạc với mình bằng hình thức gì nha. Chỉ biết á, là bên đây mình tiếp nhận cái cuộc gọi á, bằng điện thoại bàn. Điều đó đồng nghĩa với việc á, là mình phải cầm cái ống điện thoại đứng nghe và đọc từng chữ cho bạn đó. Nếu mà mỏi quá thì sẽ xách cái ghế ngồi kế bên cái điện thoại. Thậm chí mình còn đánh vần cả lỗi chính tả cho bạn đó luôn nha. Mẹ mình á thì nhận xét nó khá là khôn lỏi vì nó sẽ có nhiều lý do để khiến mình gọi ngược lại cho nó. Như là hôm á thì là tôi mượn điện thoại người cô nên không có tiện gọi lâu. Hôm á thì nó là nhà không có điện thoại bàn. Hôm á thì nó là ba rất là nghiêm khắc, không cho gọi lâu, sợ tốn tiền, vân vân. Cái kêu mình gọi ngược lại cho nó, chỉ bài cho nó. Mà không biết lúc đó mình ăn cái gì mà mình cũng đồng ý nha. Mình là người chủ động gọi lại cho nó chỉ bài hơn 1 tiếng đồng hồ và đương nhiên á cước điện thoại là gia đình mình chịu. Không chỉ một lần nha, nó như bị dính lời nguyền để quên sách trong trường hay sao á, lúc nào nó cũng để quên sách trong trường luôn và đương nhiên những lần đó là toàn mình giúp nó không chứ đâu. Rồi có qua có lại cũng tới một ngày mình bỏ quên sách trong trường. Lúc đó mình vô ý thiệt nha, không phải là cố tình. Mình mới gọi hỏi nó là: "Alo ông hả, tôi bỏ quên sách trong trường rồi, ông có thể gọi qua chỉ bài giúp tôi được không?" Lúc đó là mình xưng hô với các bạn cùng trang lứa là ông bà không à. Cưng lắm. Cái anh cậu cũng nhiệt tình giúp đỡ nha, cũng ok sẵn sàng hết mình. Được 5 phút rồi mọi người, 5 phút sau là kiếm cớ từ chối cái cuộc gọi đó như là nhà không có điện thoại bàn. Những cái lần kia là cho tôi mượn điện thoại di động của người khác, không có tiện gọi lâu, vân vân. Lúc đó thì mình cũng có một xíu giận, nhưng phần nhiều á là sự thất vọng. Vì tôi chơi với bạn hết mình như vậy mà. Sao bạn có thể đối xử với tôi như vậy? Nhưng cái thất vọng đó không đủ để mình có thể vượt qua cái đống bài tập để mà ngày mai có thể nộp cho cô. Nên mình phải kiếm một cái cách khác để mình có thể chép bài. Mình nghĩ ra một cái cách đó là mình sẽ tới nhà những người bạn mà mình biết, mượn sách của họ và chép bài. Nếu mà những người bạn nó không có ở nhà thì mình sẽ nảy ra một cái cách khác nữa, đó là chui vô nhà sách để mà chép bài.
vừa chết vừa hồi hộp sợ bị bảo vệ bắt quả tang nha mọi người. Chật vật như vậy đó. Nhưng mà nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây á, thì đâu có cái gì đáng để kể đâu phải không? Vì biết đâu á, những cái lý do của bạn đó là có thật thì sao? Biết đâu mình đã đánh giá bạn nó quá vội vã thì sao? Nhưng không, bẵng đi một khoảng thời gian á, vì nhiều lý do khác chứ không phải riêng cái lý do là bạn đó không chịu chỉ bài mình, mà mình dành ít thời gian hơn cho bạn đó. Chính nó là người lúc đầu viện đủ lý do để mà không tiện gọi điện thoại, nhưng mà cũng chính nó về sau lại thực hiện những cuộc điện thoại quấy rầy mình liên tục, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của gia đình mình nữa. Mọi người cứ thử tưởng tượng đi ha. Vào những cái tối yên tĩnh trong gia đình bạn, cứ đến giữa đêm, 12 giờ khuya, lại có những cái tiếng chuông điện thoại bạn. Trong cái thanh âm của bữa tối như vậy á, tiếng chuông vang lên rất là lớn tiếng. Rồi á, khi mà bắt điện thoại lên á, thì hầu như á, đầu dây bên kia á, chẳng ai trả lời cả. Rồi có trường hợp á, là sẽ có những cái tiếng hù ma. Có trường hợp nữa là sẽ là giọng của một người lạ nói xàm xí đú cái gì đó. Nói là giọng người lạ thôi nha, nhưng mà thực chất mình nghe vào là mình biết giọng nó liền à. Nghĩ lại là thấy cực kỳ trẻ trâu luôn. Và vì mẹ mình á, có bà con ở bên nước ngoài, do chênh lệch múi giờ nên sẽ có những cái cuộc gọi khá là trễ ấy. Mà từ cái hồi nó phá gia đình mình như vậy á, là hầu như tối nào mẹ mình ngủ á, cũng ngắt cái dây điện thoại bàn đi. Đồng nghĩa với việc á, là sẽ không nhận được những cái cuộc gọi đó, cũng như là những cái cuộc gọi quan trọng khác. Mà mọi người chắc cũng biết mà, những cái cuộc gọi lúc nửa đêm á, không gọi thì thôi, gọi tới chắc chắn là có những cái chuyện rất là cấp bách và quan trọng. Hiện giờ thì mình không còn liên lạc gì với bạn đó nữa. Không hẳn là vì giận, mình không có để bụng đâu. Nhưng mà chắc là do là hết duyên hay sao ấy. Vì mình quan điểm như vậy nè, ai cũng sẽ có một cái thời trẻ trâu của riêng mình, kể cả mình. Nên là bỏ qua được thì cứ bỏ qua thôi. Thời gian sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn mà. Nhìn lại cái sự việc đó thì mình có đôi điều muốn tâm sự với mọi người vậy nè. Thời đó thì mình rất là ngại ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình và đưa ra cái ám thị rằng, ủa sao thằng đó trông lạc lõng quá vậy? Chính vì cái lý do đó nên mình thường chọn cách là bám lấy một cái đám đông nào đó để thể hiện rằng mình không đơn độc, mình không cô đơn trong một cái tập thể. Dù biết á, dù dù cảm nhận rằng á, cái đám đông đó nó không có hợp với mình. Hiện giờ thì mình khác rồi. Định nghĩa về bản thân trong mình á, nó cũng khác rồi. Mình đã học cách cho bản thân mình đặt ra những cái yêu cầu cho những mối quan hệ xung quanh của bản thân. Đối với mình á, bạn bè không quan trọng số lượng, chỉ quan trọng chất lượng. Và mình không còn cho bản thân chạy theo ánh mắt, chạy theo cái sự đánh giá hời hợt của mọi người xung quanh nữa. Và mình cũng không có sợ phải ở một mình nữa. Một mình nó cũng có cái lợi của một mình. So với việc nó phải kè kè một cái mối quan hệ không phù hợp với bản thân á, thì thả ở một mình cho nó khỏe. Điều đó nó như cách nuôi dưỡng lại nguồn năng lượng của bản thân. Và một cái sự sẵn sàng 100% cho một mối quan hệ mới, một cái mối quan hệ xứng đáng và phù hợp hơn với bản thân. Ok. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình, và nếu mà thích thì hãy share chiếc video này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn sau khi xem hết chiếc clip này, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại với mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình tạo nên một vài khác biệt trong cuộc đời của bạn. Còn bây giờ đi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.